Ở à video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái hàng Cái hàng khi móc một vòng tròn Thì giả sử mình đang ở một Ở điểm cuối của hàng Giả sử mình đang ở điểm cuối của hàng Thì mình sẽ cắt sợi dây nhé Cắt sợi len Sau đó mình rút hẳn sợi len ra luôn Thì bình thường nếu như các bạn thực hiện mũi trượt để kết hàng thì mình nghĩ rằng nó sẽ không đẹp tiếp theo các bạn nhìn như trang video thì chúng ta sẽ có hai cái mũi đơn tiếp theo thì mũi đơn thứ nhất chúng ta sẽ bỏ qua tiếp theo đó chúng ta sẽ luồn từ sau lên phía trước của mũi đơn thứ hai chúng ta sẽ rút cái sợi dây rút cái sợi len qua. Tiếp theo đó ở cái mũi đơn cuối cùng thì sẽ có um, sợi dây lên phía trước và sợi phía sau thì chúng ta sẽ luồn từ phía sau một sợi phía sau thôi nhé. Chúng ta tiếp tục rút sợi len như trong video thì chúng ta đã cắt được một cái hàng có một cái mũi đơn giống như các mũi đơn còn lại. Sau khi chúng ta thực hiện các hàng thành công thì cái phần sợi len thừa này chúng ta sẽ giấu đi. Thì các bạn sẽ sử dụng kim nhé thì chúng ta sẽ dấu sự lên theo cái đường viền phía ngoài các bạn xem như trên video nhé thường thì chúng ta nên để sợi len tầm 20 đến 25 cm